Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh, thì từ đầu năm đến nay, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm gắn với phong trào thi đua chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới, cân đối các nguồn lực để phân bổ cho các huyện, thành phố, nhất là đối với các xã dự kiến hoàn thành nông thôn mới năm 2018 đã được thực hiện hiệu quả. Việc các địa phương phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với phát động làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, nhân dân tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong chuyên mục nông thôn mới kỳ này, chúng tôi sẽ phản ánh cụ thể hơn những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình lớn từ đầu năm đến nay. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Những tuyến giao thông liên thôn đã nối liền 22 thôn bản của xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng. Có đường giao thông đã tạo nên những thay đổi căn bản cho địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Để có được những con đường nối liền các thôn bản và xe ô tô loại nhỏ có thể đến mỗi thôn như hiện nay, xã Phong Niên đã kiên trì trong công tác tuyên truyền vận động mỗi hộ gia đình tham gia đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để làm đường. Hàng nghìn mét vuông đất đã được ủng hộ để mỗi con đường được làm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, êm phẳng, nhân dân đi lại thuận lợi trong cả bốn mùa. Mà con đường này thông từ tỉnh lộ 154 với lại ra quốc lộ 70 thì giao thương hàng hóa như ngô với lại sắn với lại cây chè thì chở đây ra nhà máy chè Phong Hải là rất là thuận lợi. Ước mơ được có con đường này thì được Đảng nhà nước quan tâm đầu tư tuyến đường này là bộ mặt nông thôn nó sẽ khác hẳn, văn minh thêm rất nhiều. Đầu tư như thế này mà chất lượng công trình này hàng năm vẫn bà con vẫn thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì, phát dọn với lại khơi thông rãnh. Cho nên là cũng có một cái hương ước để quy định chung là những cái xe mà quá 6 tấn là không cho chạy qua tuyến đường này. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 470 km đường giao thông nông thôn trong tổng kế hoạch cả năm 2018 là 831 km, tăng hơn 120 km so với cùng kỳ năm 2017. Đến nay, toàn tỉnh có 48 trong tổng số 143 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông. Có được kết quả này là do các địa phương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động gắn với việc phát động phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn, từ đó làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân. Bên cạnh việc tích cực tham gia thi công các tuyến đường, người dân còn trực tiếp kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, khai thác và bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, do đó chất lượng công trình được nâng cao, hiệu quả khai thác từng bước được nâng lên. Nhà nước quan tâm thì có đường, rồi là đổ bê tông cho bà con đi lại rất thuận tiện. Đấy, thì bây giờ gọi là nhân dân cũng được gọi là ổn định, thì đời sống nhân dân cùng thôn thì rất là thoải mái. Có đường đi lại thì dễ dàng hơn so với ngày xưa. Bố trí một số gọi là cán bộ thôn rồi là hoặc là nhân dân cùng giám sát. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập được người dân ở khắp các địa phương thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 3.424 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,14%, đạt 53% kế hoạch năm. Dự kiến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5%, ước tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 24,51%. Đến nay, toàn tỉnh có 36 trong tổng số 143 xã đạt tiêu chí hộ nghèo. Dự kiến năm 2018, toàn tỉnh có 45 xã đạt chuẩn. Tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, thì việc duy trì tính bền vững và nâng chuẩn các tiêu chí được đặc biệt quan tâm. Trong đó, tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất. Theo quy định, mỗi xã đạt chuẩn phải có một hợp tác xã hoạt động theo đúng luật hợp tác xã năm 2012. Xã có mô hình liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực. Chị em đã thống nhất với nhau là cùng nhau thành lập ra một cái hợp tác xã với cái sản phẩm chủ lực là rượu, vì đây nó là một cái sản phẩm mà chị em đã có kinh nghiệm, các chị đã có kinh nghiệm từ rất là lâu về cái truyền thống là làm men lá bằng thảo dược. Thứ hai nữa là cái quy trình nấu rượu đối với lại rượu men lá thì cái men đó thì có thể là nấu rượu ngô, rượu gạo, rượu thóc đều rất là tốt. Qua cái nỗ lực của chị em cùng góp vốn cùng thực hiện, sau khi rượu thô được các cái xã viên trở về đây thì chúng tôi có kiểm nghiệm qua, thì sau đó là qua máy lọc, khi mà có cái rượu mà cái nồng độ methanol nó cao á, hay là nó sử dụng cái men công nghiệp ấy, hay gọi là men công nghiệp ấy, thì là cái lõi lọc á, nó sẽ chuyển màu, thì lúc đấy chúng tôi biết được đấy là rượu không phải là rượu men lá nữa. Thế còn đối với rượu men lá thì cái lõi lọc không bị chuyển màu. Ngay từ đầu năm 2018, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ,
tổ chức rà soát, bổ sung và kiện toàn lại quyết định phân công lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phân công đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân kỳ thực hiện giúp đỡ từng tháng, quý, đồng thời thường xuyên xuống cơ sở để phối hợp thực hiện giúp đỡ xã, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao chất lượng và duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn. Các sở ngành doanh nghiệp đã trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ được tổng trị giá quy ra tiền là gần 11 tỷ đồng, tăng hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó có 421 triệu đồng tiền mặt, tặng 4.740 xuất quà, tặng 129 tấn xi măng, 175 mét khối cát sỏi, hơn 1.000 ngày công lao động, xây mới 47 nhà ở cho các hộ nghèo, xây 2 trường học và nhiều hoạt động thiết thực khác. Chứng minh thư thì để sau này mình đi cần thiết đi khám bệnh, thì không có chứng minh thư thì người ta không khám cho. Chúng tôi đã thống nhất với đoàn thanh niên rằng bắt đầu sẽ khởi công cái dự án đoàn thanh niên sẽ hỗ trợ cho xã 2 lồng bè cá và giống và bao tiêu sản phẩm khi mà xã thực hiện được cái sản phẩm làm ra. Đây là cái chương trình rất ý nghĩa để hỗ trợ cho xã có những cái bước đi bền vững và tạo cái nguồn lực cho xã để tạo nên một cái nghề mới cho xã Bản Cái. Sau 2 năm thực hiện mô hình thôn kiểu mẫu, đối với xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và thôn nông thôn mới, đối với xã chưa đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, đã tạo ra những điểm nhấn mới trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Toàn tỉnh đã có 25 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu, 23 thôn được công nhận thôn nông thôn mới. Người dân đã chủ động trong thực hiện các nội dung phần việc của mình, không trông chờ ỷ lại vào nhà nước. Tình làng nghĩa xóm được gắn kết hơn trong mỗi cuộc họp thôn bản, trong mỗi buổi lao động vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm. Từ đó đã góp phần quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt một cách bền vững. Đặc biệt, đã tạo sự lan tỏa từ thôn này sang thôn khác để thúc đẩy phát triển. Vườn nhất thì mình phải làm sạch đi, một đấy là trong cái quân cách là nông thôn như thế, nhà cửa thì phải gọn gàng, rồi là sân nhà các thứ, rồi cổng đường đi các thứ cũng thật sạch để cho người ta nhìn vào. Trồng hàng rào cây xanh đấy, nhân dân hoàn toàn hưởng ứng mà cán bộ nhân dân chúng tôi bắt tay vào cuộc làm, nhân dân rất phấn khởi, háo hức để đón Tết, nhà sạch vườn đẹp, đấy, thu dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm. Tại hội nghị đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững vừa được tổ chức, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh, yêu cầu các địa phương cần vận động nhân dân chủ động thực hiện các nội dung của tiêu chí vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Trong những tháng cuối năm, các địa phương cần tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm nay phải đảm bảo số lượng và chất lượng. Trong quá trình triển khai, các địa phương phải chọn được khâu đột phá để thực hiện, đặc biệt phải tạo được sự đồng thuận và phát huy nội lực, khuyến khích tinh thần lao động sản xuất trong nhân dân và tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành và các địa phương. Tập trung chỉ đạo theo phương châm quyết liệt, hiệu quả, chọn việc, khâu nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Với tinh thần ráo riết, quyết liệt và cụ thể. Kinh tế ở đây chủ yếu là nông nghiệp. Cái thứ hai nữa là tập trung xử lý môi trường tốt, quan tâm chăm lo cái xây dựng cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai có hiệu quả nhanh, chất lượng các công trình đã được đầu tư. Trong những tháng còn lại của năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên tất cả các xã và 100% các thôn xây dựng nông thôn mới. Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu bảo dưỡng, cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và giữ gìn an ninh trật tự xã hội nông thôn. Các xã phải duy trì và phát triển bền vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời phấn đấu đến hết năm 2018, mỗi huyện tăng bình quân ít nhất từ 2 đến 3 tiêu chí, tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành tiêu chí quy hoạch tại tất cả các xã. Để thực hiện những mục tiêu này, tỉnh đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền để chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục trở thành một phong trào rộng khắp, lớn mạnh, thu hút được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, sự góp sức của tất cả các tổ chức chính trị, các thành phần kinh tế. Quan tâm đến công tác duy trì và nâng cao các tiêu chí ở những xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng huyện Bảo Thắng trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Chuyên mục nông thôn mới kỳ này xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.